Thưa quý vị, tối ngày 29 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 năm 2023. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 6 mùa giải được tổ chức hàng năm, giải thưởng sách quốc gia đã góp phần phát hiện và quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, tạo động lực thúc đẩy văn hóa đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng hướng và phù hợp với xu thế hội nhập. Phát huy giá trị uy tín của giải thưởng sách quốc gia nhiều năm qua, cùng với những đổi mới trong quy chế, giải thưởng sách quốc gia năm nay đã thu hút nhiều tác giả, đơn vị xuất bản tham gia với những cuốn sách, bộ sách chất lượng. Tại buổi lễ, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 đã trao giải cho 41 cuốn sách, bộ sách, trong đó hai giải A thuộc về cuốn sách Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển và bộ sách Chào tiếng Việt, 10 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích cho các hạng mục sách chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, sách thiếu nhi. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia đạt mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa trong năm 2024. Với mục tiêu này, du lịch Việt Nam dự kiến phục hồi 95 đến 100% so với năm 2019. Năm 2023, Việt Nam đón hơn 12 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra đầu năm là 8 triệu lượt và bằng 70% năm 2019 trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Tổng thu du lịch 2024 ước đạt 840.000 tỷ đồng. Cao gấp 101,25 tổng thu năm 2023 và gấp 1,2 lần so với năm 2019. Thưa quý vị, đập nước dâng tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang là công trình trọng điểm của tỉnh Hà Giang, giúp điều hòa mực nước trên sông Lô, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, tạo không gian cho phát triển du lịch dịch vụ. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhà thầu và đơn vị thi công vẫn đang vượt mọi khó khăn để đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang thi công vào đúng mùa mưa lũ. Nước sông Lô lên cao, thời tiết mưa nhiều nắng ít, rét buốt nên nhiều khi phải tạm dừng thi công để bảo đảm an toàn. Hai bên bờ sông độ dốc lớn, mặt bằng yếu gây khó khăn trong việc tập kết máy móc, vật liệu và lắp đặt trạm biến áp cung cấp điện. Chủ đầu tư và nhà thầu luôn túc trực giám sát, làm 3 ca, 4 kíp, tăng cường máy móc hiện đại để giảm bớt sức lao động. Những ngày lễ Tết anh em ai cũng muốn về quê nhưng cứ ghi về độ về cái công việc nọ kia, tất cả những anh em cũng phải bố trí ở lại rồi là sắp xếp công việc gia đình để cho mọi thứ cho nó hài hòa. Vì cái đặc thù của cái dự án này là chỉ thi công được trong mùa khô và mùa mưa không thi công được. Theo cái tiến độ thi công là chỉ thi công từ tháng 12 đến tháng 4 âm lịch và từ tháng 4 đến cuối năm là bắt đầu là lũ về, cho nên là chỉ thi công được những hạng mục ở trên cạn, còn dưới nước là không thi công được. Cho nên là ngay từ vào đầu dự án là đã phải huy động tất cả thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để làm sao hoàn thành được cái mục tiêu. Trước khi lũ về thì đã thi công xong cái phần hạ bộ. Trong cái dịp này thời tiết nó thuận lợi thì anh em cũng tăng ca, ngày làm 3 ca và thi công cả những ngày lễ Tết để làm sao đạt được cái tiến độ đề ra. Đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố Hà Giang có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương và địa phương. Công trình hoàn thành không chỉ giúp điều hòa mực nước trên sông Lô, tạo cảnh quan đô thị mà còn là cây cầu kết nối giữa quốc lộ 2 với cao tốc Tuyên Quang Hà Giang và các tuyến vành đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng cực Bắc Tổ quốc.